À, để vui Vui quá. Ê, mà tao kể mày nghe cái vụ này nè. mẹ. Từ từ từ. Kể gì kể sau. Mà thấy cái bà đứng nãy giờ, không thấy bà nhìn tụi mình nãy giờ á. Dancing Lady. Là ai? Tao nghe nói đó là một truyền thuyết đô thị đáng sợ về một người đàn bà tâm thần thích nhảy ngoài đường vào ban đêm. Nhưng mà nói bà chỉ nhảy thì có gì đáng sợ đâu. Đáng sợ là bà ta sẽ lập tức truy sát những ai có thể nhìn thấy bà ta nhảy. Nè cái này bây giờ bà chưa có thấy tụi mình đâu, chạy đi hằng, chạy đi đó, chạy đi. Mày chắc chưa hằng? Hằng mày sao đó? Dancing Lady không chỉ có một người.